Hello, hello mọi người. Mọi người vào đi nào. Chúng ta bắt đầu livestream. Nhớ mọi người rồi. Phải like thôi. Mời mọi người vào livestream. Mời mọi người vào livestream với Trang nào. Hôm nay mình sẽ live về nào mọi người vào livestream và chia sẻ giúp mình nào. Hôm nay mình sẽ live về áo phông này, quần yếm này và bộ đồ mặc ở nhà. Đó, mọi người vào đông đông một chút nào. Đông đông hơn chút nữa nào. Mọi người xin chào. Xin chào Thanh Tem, xin chào Trương Anh. Ôi giời ơi, gái xinh. Chị xinh không? Chị lúc nào cũng xinh đúng không nhỉ? Xin chào anh Nguyễn, xin chào Bùi Thị Dương. Đồ cho em bé à? Để đằng sau nhá. Hôm nay thì chị chưa like đồ cho em bé rồi đúng không ạ? Để đằng sau, sắp tới chị cũng làm một cái đợt là làm một số cái bộ sưu tập dành cho em bé, đồ mặc cho em bé đi chơi ấy. Chờ, nó đang không vào sạc đây. Ê, chưa sạc chết rồi, mình bị sao rồi đây. Mọi người nhìn thấy không, cắm sạc vào đầu sạc nhưng mà lại không cắm vào USB, không cắm vào sạc dự phòng. Đầu óc đi đâu rồi? Mọi người vào đông đông một chút nữa nào. Đâu rồi. Cảm ơn mọi người đã chia sẻ nhá. Cảm ơn mọi người, mọi người chia sẻ nhiều hơn nữa đi ạ. Em chào chị Hương, em chào chị Nga Lê. Chào Thao nhá, chào Tuấn Vũ. Mọi người xem và chia sẻ giúp em. Chào Thảo Nguyễn. Chào Vương Thiệu Hoa. Chào mọi người. Mọi người vào xem đi ạ. Mọi người muốn xem cái sản phẩm gì đầu tiên ạ? Em cảm ơn chị Hương. Hôm nào like á, chắc là phải mất một tuần bởi vì bây giờ chị mới bắt đầu sản xuất mà. Vâng, chào Tuấn Vũ ạ. Chào người đẹp, chào Hải Yến. Ai tức giận với mình đó? Áo không đi chị. Ok, chị sẽ like áo phông đầu tiên nha. Trời, đang lười đang mặc áo này hay thôi, đang mặc áo này thì chị sẽ like quần yếm đầu tiên nhá Thảo nhá. Rồi để chị mặc cái quần yếm đầu tiên. À, mọi người nhận xét xem là cái bộ hôm nay mình mặc có ok không nhá. Và cái bộ này ai ai muốn đặt may, cái này là em chưa sản xuất hàng loạt đâu, cái này cũng chỉ có vài chiếc thôi. Thì nếu mà ai đặt ý thì phải đợi đấy. Thì cái áo này là 550.000, còn chân váy là 650.000 nhá. Đây, chân váy đây ạ. Chân váy qua đầu gối nhá. Quay lại lần nữa này. Người mẫu này không chuẩn nhưng mà chắc cũng đẹp đúng không nhỉ?
Đây. Đây là bộ yếm ạ. Quên. À, sau này sẽ có hai khi này gà đằng sau này thì ôm giá hơn này. Thấy chưa? Đây là size S nhá. Đây là một size S. Có S, M, L. Quần yếm 180.000. Trời ơi, gần cái máy khâu quá. Đợi chút để em điều chỉnh cho xa xa chút nào. Mình quá mọi người không xem được hết đúng không? Em chào mọi người. Chào mọi người nhá. Đợi em chỉnh xa một chút nữa. Quần không? Bỏ cái phần này ra. Hơi lỗi kỹ thuật một tí. Bởi vì để cho mọi người xem hết được cái sản phẩm ấy. Mình sẽ đứng lên. Đây. Đây là quần bò, quần yếm nhá. Đây ạ. Quần yếm này là 180.000 nhá. Đây mọi người xem lại lần nữa đi ạ. Em sang mẫu khác nha. Bây giờ em sẽ lay áo phông nhá. Mọi người xem và chia sẻ giúp em đi. Có một mình ấy cho nên là nó cái khâu công tác chuẩn bị là hơi lâu ấy, mọi người thông cảm nhé.
Breaker. Đây ở không đây. Mình rất đáng yêu đúng không ạ? Áo phông này 60.000 nhá. 60.000 cái áo phông này ạ. Áo phông 60.000. Bởi vì mẫu này hơi gầy. Mẫu này gầy quá, chê là mọi người sẽ không thấy được hết dáng. Mẫu gầy mặc còn đẹp như vậy đúng không? Thì không biết là mọi người dáng đẹp như thế thì mặc đẹp như thế nào. Ok, sang mẫu khác này. Sang mẫu cà phê này. Đây nhá, mình sẽ giơ cái mẫu vừa rồi nhá. Để cho mọi người xem nhá. Ai lấy gì thì chụp ảnh màn hình cho em. Ừ, không có mẫu chứ là hơi bị chật vật đấy. Lên Hà Nội đi, làm mẫu chị. Đây. Đây nhá, cái mẫu mà mình vừa mặc đây nhá. Mày sang Thái đi, Ngô Tuấn Anh ơi. Sang Thái đi, xong rồi chị thuê. Chắc chắn thuê. Lương cao, hấp dẫn. Cơm ăn ba bữa của Nam mặc cả ngày. Đây. Rồi, sang mẫu khác này. Mẫu hình cà phê này. Mẫu cà phê là cái đuôi nó hơi dài một chút này. Mọi người thấy không ạ? Mẫu hình cà phê này 80.000 nhá. 80.000 ạ. Rất là yêu đúng không ạ? Rồi, bây giờ mình sang live bộ đồ. Hôm nay chắc là ít đồ thôi, bởi vì là hôm nay mình đi nhiều ý. Đi nhiều nơi chưa là hơi mệt. Ờ, chị mới cắt tóc. Xinh không? Cắt tóc có hợp không? Đây là bộ đồ. À, có cả váy đấy. Mình like xong bộ đồ mình sẽ like váy. Đây, bộ đồ đây. Bộ đồ 90k. Đợi chút. Đây bộ đồ đây ạ. Mọi người có thể mặc bình thường như thế này hoặc là sơ vin vào. Chút sơ vin. Đây có thể sơ vin vào đều đẹp nhá. Ok.
kỳ đẹp luôn ý. Đẹp thế nhở, sao bộ này đẹp thế? Có 90.000 thôi mọi người ạ. 90.000 thôi. Có bộ nào mẹ cháu mặc được không? Không, ở đây không có đâu. Ok, cà phê để cho Thanh nhá. Để cho Tâm nhá. Chị cắt tóc này đẹp không? Rồi, xong bộ đồ, mặc bước cái váy nhá. Váy 170k. Cho 165k cho máu đi. Váy đẹp không? Cho 165k nhé mọi người nhé. Váy này đứng lên đây cho mọi người xem này. Đó. Xinh không? Hôm nay thì thực sự đấy, em rất là mệt cho em chỉ like mấy bộ như vậy thôi. Mọi người chốt cái mẫu nào, mọi người chốt mẫu nào thì inbox cho em. Ô, con mẫu này hay em này. Rồi mặc thêm thầm thường. Hình như là có mẫu nữa nhỉ. Hay là like tiếp. Mọi người xem không? Like tiếp nhá. Mệt ý. Kiểu bị yếu hôm nay đi nhiều ra bị mệt ấy. Thôi thôi để hôm khác ai nhá. Hôm nay chỉ có mấy mẫu đấy thôi nhá. Rồi hôm khác ai tiếp nhá. Bởi vì thấp thế à, thấp quá à. Để cao lên à, cao lại được không? Đợi chút nha. Thế thì cho lên cái ghế này. Như này chắc là ổn đấy nhở. Ổn không? Đây, để mọi người xem lại cái váy nhá. Mình xem 65k nhé. Đây có hai túi đằng trước này. Xin chào chị Yến. Đấy, váy xinh không? Cổ bèo bèo này. Cổ bèo bèo này. Cổ bèo bèo bèo. Tay theo rồi. Chất vải rất là mát nhá. Nhìn chất vải đây. Cái huy hiệu này thì thực ra mọi người để cũng được, không để cũng được. Ê, cảm ơn chị. Tay nhá, tay đi theo rồi.
Rồi thấy không ạ? Tạm thời thì hôm nay em like mấy mẫu này thôi. Cảm ơn mọi người đã chia sẻ và theo dõi livestream của em. Chúc mọi người có một buổi tối thật là vui vẻ và có một đêm ngon giấc. Em cảm ơn mọi người. Chết rồi, mình không kiểu tắt được livestream nữa là. Em cảm ơn chị Nga. Cảm ơn mọi người nha. Bye bye mọi người ạ.